Các bạn có biết hay không, kẹo thì không phải lúc nào cũng ngọt ngào và thậm chí ngọt ngào cũng không phải lúc nào cũng an toàn đâu nhé. Và nhiều khi còn có thể tiễn bạn về thế giới bên kia trong vài phút đồng hồ. Thì bánh kẹo cũng khá là ngon đấy. Nhưng với loại kẹo thì cũng có những tác hại chẳng thua kém gì với một số loại thuốc độc đâu. Vậy thì bạn có muốn biết đấy là loại kẹo nào không nhỉ? Ngay bây giờ thì chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn những loại kẹo cực kỳ nguy hiểm trên thế giới. Và đặc biệt nhé, chúng tớ sẽ còn giới thiệu kèm theo đó những loại kẹo lạ này mà đảm bảo là có thể là bạn sẽ chưa bao giờ nhìn thấy trên đời luôn. Nào, ngay bây giờ, let's go! 10 loại kẹo nguy hiểm và kỳ lạ nhất thế giới. Kẹo dẻo lửa. Nói kẹo dẻo thì nhiều bạn lại kiểu, ơ, kẹo dẻo ngon mà, mình ăn nó suốt có làm sao đâu. À, thật ra đấy là bạn chưa biết đến loại kẹo dẻo lửa này thôi. Chứ loại kẹo này đã từng lấy đi nước mắt, nước mũi của rất nhiều người luôn rồi đấy. Vì sao ư? Vì Lin Nitro là một loại kẹo dẻo cay nhất thế giới. Hương vị cay nồng của nó còn gấp hàng trăm lần so với ớt hiểm nữa cơ. Những cái người tạo ra kẹo dẻo lửa đã đánh lừa hầu hết người mua bởi cái hình dáng bên ngoài quá dễ thương và hấp dẫn. Thế nhưng một khi mà đã cho nó vào miệng rồi ấy, thì người ăn sẽ cảm giác như đang có một quả bom phát nổ trong miệng luôn. Cổ họng này, dạ dày sẽ nóng ran lên như là có ngọn lửa đang cháy. Tuy nhiên, kẹo dẻo lửa cũng không thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người ăn. Bạn chỉ cần tự chịu hoàn toàn trách nhiệm với những rủi ro có thể xảy đến là được. Và luôn nhớ rằng, kẹo dẻo lửa tuyệt đối không dành cho trẻ em đâu các bạn nhé. Nào, sau khi nghe xong thì có bạn nào nghĩ là bạn sẽ đủ can đảm để thưởng thức cái hương vị cay nồng này không nhỉ? Hãy comment cái chữ tôi dám xuống phía bên dưới nhé. Còn nếu bạn đã nghĩ độ cay của loại kẹo này chưa đủ nhiệt ấy, thì hãy đến ngay với loại kẹo tiếp theo đây, chắc chắn bạn sẽ phải sốc tận óc luôn đấy. Bim bim chết chóc. Nếu bạn đang cảm thấy mọi độ cay không đánh bại được mình, thì đây này, cái bim bim mà bạn đang nhìn thấy trên màn hình ấy, có thể là một gợi ý dành cho bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải cân nhắc thật kỹ sau khi nghe về cái loại bim bim này đấy. Cái bim bim này thì được đánh giá là loại bim bim cay nhất thế giới vì được làm từ ớt Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới, được ghi nhận trong danh sách kỷ lục Guinness thế giới cơ mà. Với loại bim bim này thì bạn không cần phải ăn nhiều nhưng vẫn tò mò vì mỗi hộp sẽ có một miếng duy nhất một miếng mà thôi. Vậy thì bạn thắc mắc tại sao lại chỉ có duy nhất một miếng bim bim trong hộp ư? Yên tâm đi nhá, một miếng thôi là đã quá đủ rồi vì sau khi ăn một miếng chẳng ai có ý định thò tay vào hộp lấy thêm một miếng nào nữa luôn ấy. Thật ra thì mình cũng chưa thử đâu các bạn ạ. Thế nhưng khi mà nhìn các YouTuber tham gia thử thách, đa số họ đều vã mồ hôi này, đứng ngồi thì không yên với cái loại bim bim chết chóc này. Đấy, các bạn xem, biểu cảm thế này thì đến ngay cả những người ăn cay thần sầu cũng phải đỏ mặt tía tai luôn chứ còn gì nữa. Thế nên là tốt nhất là các bạn hãy cứ dẹp ngay cái ý định thử màu bim bim cay thấu gan thấu ruột này đi nhá. Và loại kẹo tiếp theo đây dù không cay lắm đâu ấy nhưng cũng vô cùng nguy hiểm luôn các bạn ạ. Kẹo Hippie Sippy. Hippie Sippy là một loại kẹo được ra mắt vào năm 1960. Chúng là những viên tròn, nhỏ, đầy màu sắc như những loại kẹo viên bạn vẫn thường thấy ấy. Tuy nhiên, cái điều vô cùng nguy hiểm ở Hippie Sippy là chúng được đựng vào một ống tiêm. Và nếu trẻ em muốn ăn sẽ phải hút chúng bằng một ống nhựa. Nghe thì chưa thấy nguy hiểm gì đâu. Thế nhưng bạn có biết rằng ở trên thực tế đã có rất nhiều đứa trẻ gặp nguy hiểm do khi hút quá mạnh, cái viên kẹo chui tọt vào cổ họng hay không? Lúc này chúng có thể bị tắc họng này, tắc thanh quản gây nghẹt thở và thậm chí là tử vong luôn. Vậy là nghe xong thì có bạn nào có ý định ăn hay là mua loại kẹo này cho con em mình thử không nhỉ? Nếu có thì bạn liều, bạn quá liều luôn rồi đấy. Thôi thì chúng ta cùng sang loại kẹo nguy hiểm tiếp theo các bạn nhé. Trứng sô-cô-la Kinder. Bạn có biết đến trứng Kinder không nhỉ? Những quả trứng phủ đầy sô-cô-la, ngon hết nấc, dành theo một món đồ chơi vô cùng dễ thương bên trong. Để mà nói thì cái quả trứng này khá tiện lợi vì nó chính là thứ có thể vừa ăn lại còn vừa chơi nữa chứ. Tuy nhiên bạn cứ thử nghĩ mà xem nhá, cái thứ đồ chơi bên trong quả trứng này có mang lại hậu quả gì nghiêm trọng hay không? Có chứ nhở, bằng mắt thường chúng ta có thể thấy là món đồ chơi này có kích thước cực kỳ nhỏ luôn, ăn vào rất là dễ ngứa tay đút vào miệng. Và cái điều này có thể làm tăng nguy cơ trứng nghẹt thở, không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Nào bạn đã thấy nguy hiểm chưa nhở? Thế nên là ở Mỹ người ta đã ban hành cái lệnh cấm kẹo này rồi, không sản xuất, không lưu hành và cũng không sử dụng luôn. Ví dụ như là hồi năm 2015, một cặp đôi người Canada chỉ mang 10 quả trứng sô-cô-la Kinder trong túi sách để làm quà cho gia đình tại Mỹ thôi. Nhưng đen đủi thế nào lại bị phát hiện rồi tịch thu toàn bộ, lại còn phải nộp phạt với số tiền lên đến 12.000 đô, tức là khoảng 250 triệu đồng. Đúng là đang yên đang lành tự dưng bay ngay một đống tiền. Đấy, cả một quốc gia lớn người ta còn cấm cái kẹo này á, thì chẳng có nghĩa lý gì mà bạn không từ bỏ nó cả đúng không nào. Thôi, bỏ qua mấy thứ nguy hiểm này đi, chúng ta cùng đến với chiếc kẹo vô cùng đặc biệt mà tớ đảm bảo là bạn chưa từng được thử nó đâu. Kẹo Butterscotch, chiếc kẹo lớn nhất thế giới. Các bạn ở đây thì chắc chắn đã được ăn kẹo nhiều rồi. Thế thì trong số kẹo ấy các bạn ăn ấy, cái kẹo khủng nhất là loại kẹo nào nhỉ? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới để xem có ai trầm trồ không nhá.
Nhưng mà túm lại thì là dù kẹo gì đi chăng nữa thì mình biết chắc chắn các bạn chưa bao giờ từng thấy kẹo nào to khủng khiếp như thế này đâu. Kẹo Butterscotch nặng 1,6 tấn với kích thước là 1,54m x 1,54 x 45cm và được công nhận là chiếc kẹo lớn nhất thế giới bởi kỷ lục thế giới Guinness. Đây, các bạn cứ thử nhìn hình ảnh này thì cũng thấy đây này, người lớn vào đứng cạnh chiếc kẹo còn lọt thỏm thế kia cơ mà. Giới thiệu sương sương cho các bạn biết về gốc gác của nó thì Butterscotch đã được sản xuất bởi nhà máy Nidia tại Trondheim, Na Uy. Không biết người ta định làm gì với chiếc kẹo này, nhưng nó đã được trưng bày tại nhà máy vào ngày 12 tháng 8 năm 1997 cơ đấy. Thế nên nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến chiếc kẹo thì có thể book ngay một chuyến sang xem chán rồi về nhá. Và tiếp theo là một loại kẹo vô cùng là thú vị luôn đấy. Kẹo mút ăn xong lại mọc ra cây trồng. Ta nói buồn miệng mà ngồi nhâm nhi kẹo mút thì đúng là quên sầu luôn. Thế nhưng có một cái vấn đề ấy, là nhiều người ăn xong lại vứt toẹt ngay cái que nhựa xuống đường, làm ô nhiễm môi trường. Vậy thì có cách nào khắc phục cái tình trạng này không nhở? Có chứ các bạn, kẹo mút thật ra ấy, kẹo mút hạt giống chính là cái giải pháp hoàn hảo cho mọi người luôn. Không như những cái món kẹo khác đâu, kẹo mút hạt giống sẽ dành tặng bạn những hương vị tự nhiên nhờ cái sự kết hợp khéo léo của những cánh hoa li ti và các loại thảo mộc. Đặc biệt nhá, cái phần thân que lại được làm bằng giấy và có thể phân hủy và chứa các loại hạt giống. Khi thân que được chôn vào đất, mẫu giấy sẽ tự động phân hủy và hạt giống sẽ đâm chồi nảy lộc như là một giống cây thông thường. Với mỗi hương vị, người ta sẽ kết hợp cùng một loại hạt giống tương tự, chẳng hạn như là kẹo My and Rosemary, kết quả thì bạn sẽ được một mầm cây bạc hà xanh mát. Hay là đối với cái vị Lavender and Lemongrass thì cái chồi non nảy mầm chắc chắn sẽ là thành hoa oải hương xinh đẹp. Quá là tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì chúng ta tiếp gì một like cho cái sáng kiến vĩ đại này đúng không nhỉ? Kẹo nổ. Kẹo nổ là một trong những loại kẹo yêu thích của trẻ em và đôi khi là cả người lớn cũng thích luôn. Không biết nhà sản xuất phù phép kiểu gì á mà ngay khi bạn thả vào miệng ấy, bạn sẽ được tận hưởng những tiếng nổ bôm bốp rất là vui, cùng với cái hương vị trái cây cũng khá là thơm ngon luôn đấy. Đã thế, nhà sản xuất cũng khẳng định là sản xuất đúng theo tiêu chuẩn an toàn sức khỏe người sử dụng. Sản phẩm hoàn toàn không chứa thành phần độc hại gây hại cho trẻ em đâu. Và các thành phần có nguồn gốc từ trái cây tự nhiên, cho bạn hương vị đúng kiểu là chân và tuyệt vời quên sầu luôn. Nên các bạn cũng có thể tạm yên tâm thưởng thức cái vị nổ lách tách của loại kẹo này nhá. Mà thôi, nói nữa thì các bạn lại tưởng mình đang quảng cáo kẹo nên là mình mạn phép chuyển sang một loại kẹo nữa. Mình đảm bảo nhiều bạn sẽ thích mê cho mà xem. Kẹo mầm. Cảnh báo, các loại kẹo này chỉ dành cho những bạn thích kẹo và ưa sống đẹp như tớ thôi đấy nha. Chứ còn mấy thánh bảo thích kẹo hóa chất với lại phẩm màu thì xin mời đi ra ngoài kia. Xin giới thiệu với 500 anh em, kẹo mầm. Một loại kẹo mang trong mình hương vị tinh tú của đất trời mà bất cứ ai khi thưởng thức một lần cũng đều nhớ mãi. Nguyên liệu làm kẹo mầm thì không cầu kỳ hay khó tìm kiếm đâu bạn ơi, mà chỉ là những nguyên liệu sẵn có ở làng quê Việt Nam này. Ví dụ như là mầm thóc này, cây mạ. Thế thì những công đoạn làm kẹo mầm lại vô cùng vất vả và cần cái sự tập trung cao độ, nếu như không thì kẹo sẽ bị hỏng luôn đấy. Nếu bạn mà muốn tham gia vào cách làm loại kẹo này ấy, thì bạn có thể lên mạng này tìm công thức. Còn tớ chỉ review cho anh em thèm là kẹo mầm có mùi thơm rất là đặc biệt này, mùi thơm ngọt mát ở đầu lưỡi khi mà bạn ăn ấy. Người ta sẽ dùng cái kiểu chiếc que nhỏ để lấy kẹo, dùng hai chiếc đũa để lấy kẹo, khi kéo ra và cuốn nhiều vòng, kẹo có màu trắng tinh cực kỳ là hấp dẫn luôn. Và còn bây giờ chúng ta hãy đến với loại kẹo cuối cùng, chắc chắn là bạn sẽ phải dùng mình luôn đấy. Kẹo mút sâu vị rượu tequila. Đây, bạn cứ thử nhìn cái kẹo này đi này. Tôi biết là bạn đang nghĩ cái gì, cái đứa nào mà không ăn hết kẹo lại để cho con sâu bọ nó chui vào thế này chứ gì. À không nhá, thực ra sâu chính là cái thứ không thể thiếu để làm nên cái thương hiệu cho loại kẹo này đâu các bạn ơi. Cái kẹo mút hương vị rượu tequila này nó quá là quen thuộc ở các tin Mexico rồi. Nó hấp dẫn không chỉ vì một con sâu nằm bên trong mà còn ở cái vị rượu tequila man mát của nó nữa. Tuy nhiên thì bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm và nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt cái con sâu này. Vì dù nhìn nó có hơi kinh tí thôi, nhưng đây là loại sâu có thể ăn được các bạn nhé. Kẹo mút vị rượu tequila là một phiên bản của các loại kẹo vị rượu Mesa nổi tiếng ở Mexico. Bên cạnh đó, cũng có phiên bản khác, đấy là một con sâu trong kẹo trong suốt hình cái chai. Nào, vậy thì sau khi xem xong video này thì bạn có muốn thưởng thức cái hương vị ngon từ kẹo lại ngọt từ sâu như thế này hay không nhỉ? Chứ nói thật nhá, thì bảo như thế thôi, bảo ngon với lại man mát thế nọ thế kia, nhưng mà cứ đưa thử cho tôi con kẹo mút lại có sâu bên trong thì chạy luôn, chạy ngay đi, xách dép chạy luôn, bỏ kẹo chạy lấy người. Hello hello, và sau đây sẽ là chuyên mục bạn hỏi khám phá đây trả lời. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở video 10 đồ chơi cực kỳ nguy hiểm nhưng phụ huynh Việt Nam lại thiếu cảnh giác. Bình luận của bạn Phương Vi Official: chị làm video hay quá nên lúc chị ra video em cũng like hết với em đã sắp cho chị rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Và hàng ngày thì chị sẽ đều ra video thì em có thể vào để coi những video chủ đề mới hoặc là những cái thứ rất là kỳ lạ trên thế giới em nhá. Bình luận của bạn Min: buổi tối mà đang đi tè mà thấy cái tay bò bò trên bàn chắc tè ra máu.
Thật sự là đến lúc mình làm video và mình biết những cái điều này thì mình cũng không hiểu tại sao họ lại làm những cái đấy cơ. Có thể nó là món đồ chơi của Halloween hoặc là dành cho những người kiểu thích kinh dị thì đúng, nhưng còn bình thường ai chơi mấy cái kiểu đấy. Bình luận của Hùng Lê: nhìn ghê quá, sau này em không dám chơi đâu ạ. Xem thôi là đủ ghê rồi em nhở, chứ còn chơi gì cái này ấy. Bình luận của Hoàng Anh Phạm: em thích con đầu tiên. Nói chung là thích được mấy con trong này thì cũng là bái phục các bạn luôn ấy, bởi vì mình thấy nó rất là kinh dị luôn. Bình luận của bạn Khả Trần: em thích đồ chơi người ngoài hành tinh. Con này thì thật ra bản chất của nó cũng nhìn nó hơi dị một tí thôi, chứ còn để mà nói về sự nguy hiểm thì mình cũng không thấy nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà nhìn nó vẫn hơi kinh các bạn, đặc biệt là ban đêm nhìn thấy nó thì chắc là sợ lắm. Bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về loại kẹo nguy hiểm và kỳ lạ nhất trên thế giới. Bạn ấn tượng nhất với loại kẹo nào, hay là cảm thấy là sợ nhất kẹo nào? Ngay bây giờ hãy comment điểm danh xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và cũng đừng quên comment cái chủ đề mà bạn yêu thích xuống, và chúng mình sẽ nghiên cứu và làm thêm để cho mọi người cùng được xem nhé.